nam mô bổn sư thích ca mâu phật hệ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô Nam mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính bạch gì vị sư cô, kính thưa tất cả quý đại chúng. À, chúng ta học tiếp về lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Hôm bữa trước chúng ta đã học tới à, chiều thuận của 12 nhân duyên. Chúng ta nhắc lại một tí. 12 nhân duyên này là điều hết sức quan trọng. Trên con đường tu tập và chuyển hóa để chấm dứt cái vòng quay của sinh tử luân hồi. 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh. Vô minh phát sanh cho nên hành phát sanh mà ở đây chúng ta nói là vô minh duyên hành cái chữ phát sanh ở đây được thay bằng chữ duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử đó là 12 nhân duyên đi theo cái chiều thuận, có nghĩa là cái này nó sanh ra thì nó sẽ dẫn tới cái kia nó sanh ra. Là chúng ta đã nói rồi. Thế thì bây giờ chúng ta học thêm vào khoảng cái canh ba của đêm đó thì Đức Phật đã suy luận về chiều hội diệt, tức là chiều nghịch. Chiều nghịch đó là khi mà vô minh nó hết á, thì hành nó chấm hết khi mà hành nó hết á, thì thức nó hết khi mà thức hết thì danh sắc hết khi danh sắc hết thì sáu căn nó hết tức là lục nhập nó hết lục nhập hết thì xúc hết xúc hết thì thọ hết thọ hết thì ái hết ái hết thì thủ hết thủ hết thì hữu hết hữu hết thì sanh hết sanh hết thì sầu bi khổ ưu não hết có nghĩa là sao khi mà vô minh chấm dứt á thì tất cả các hành thúc đẩy cái con đường tái sinh, con đường sinh tử chấm dứt. cái quan trọng là còn chất liệu của vô minh cho nên nó muốn đốt cháy cái vòng vây của sinh tử. còn cái chất liệu mà để đi vào trong vòng vây của sinh tử này chấm dứt thì không còn cái cơ hội để đi vào nữa. cái vô minh này nó chứa chất cái gì đây? Đó chính là những tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới giống thủ và tà kiến đó. Tức là 10 cái căn bản kiết sử phiền não đó. Cho nên là khi nào mà không còn yếu tố này nữa, của cái vô minh nó làm chất liệu nữa, thì con đường của sinh tử luân hồi sẽ được chấm dứt. Và tương tự như thế, khi hành nó chấm dứt rồi, thì thức nó chấm dứt. Có nghĩa là chúng ta hình dung đây là một cái vòng tròn với 12 cái cái mắt xích để mà chúng ta chặt đứt một cái nào thì tất cả cái vòng tròn này sẽ cắt đứt có nghĩa là khi chúng ta cắt đi một cái mắt xích nào đó thì cái vòng tròn này nó không còn là một cái cái vòng để mà nối nối tiếp nhau nữa bỏ đi một cái là nó sẽ sẽ vỡ cái vòng này ra cho nên bây giờ để có thể tu tập được yếu tố này thì chúng ta lựa trong 12 cái chi phần này mình có khả năng loại trừ được cái nào một cách dễ nhất thì hãy chọn cái đó để loại trừ nó ví dụ bây giờ một người nào đó lớn tuổi rồi cho rằng bây giờ cái gì mình cũng đủ hết rồi mình có đầy đủ hết rồi mình đã trải qua nhiều cung bậc rồi cho nên cái gì được mình đã được rồi cái gì không được thì thôi bây giờ cũng không còn mong ước gì nữa cho nên chúng ta chọn một cái ví dụ như là thủ đi à, thủ tức là là giữ à, những cái gì mà xưa nay chúng ta chúng ta có đó là đủ đầy rồi bây giờ không có giữ nữa giữ gì còn mấy ngày nữa chết mà giữ gì thấy không cho nên bây giờ mình phát tâm không giữ nữa thế là cái thủ thế thì bây giờ khi mà mình tu tập cái yếu tố thủ này thì sau đây thì chúng ta sẽ không còn cái tư hữu nữa không còn cái yếu tố của hữu nữa tại mình không giữ nên mình đâu có có được yeah. Mà mình không có nó cắt đứt tại đây rồi Cho nên là không có cái yếu tố nào Của sự trở lại hết Của sự sanh nữa hết Thế thì bây giờ mình không có có Mình cũng không có giữ Thì bây giờ nó mất đi mình cũng đâu có buồn Ví dụ như vậy Thế thì mỗi người tự chọn cho mình Hoặc là người thì tu về cái yếu tố của ái Tức là yêu Hoặc là người tu về yếu tố của thọ vân vân Chúng ta chọn một cái mắt xích nào đó Hãy cắt đứt một mắt xích đó, thì tất cả những mắt xích kia nó sẽ rời ra các vị liên hệ giống như là một cái sợi dây um, nó được đang chéo bởi những cái uh, cái gì đó cái vòng của cái cái sợi dây um, dây gì dây xích á mình cắt đứt bất cứ cái vòng nào trong cái sợi dây xích này thì nó sẽ sẽ rời cái sợi dây xích đó ra tương tự như vậy hãy lựa chọn trong 12 cái chi phần này để mà chúng ta cắt đứt một cái chi phần nào đó mà mình có thể thích hợp cho cá nhân của mình thì đứt một mắt xích thì nó sẽ rời những mắt xích khác thế thì trên cái phương diện chiều à, nghịch tức là chiều hỏi diệt này đây thì khi vô minh diệt thế à, thì chúng thay vì cái chữ chấm dứt này á, thì chúng ta để là cái hồi nãy là duyên ha nếu cái này nó sinh thì cái kia nó sinh thì bây giờ vô minh diệt thì hành diệt hành diệt thì diệt, thức diệt thì danh sắc, diệt danh sắc diệt thì Lục nhập diệt tức là sáu căn diệt. sáu à, căn mà đã diệt rồi á thì xúc diệt, các vị thấy rõ không? Sáu căn mà không có đó thì cái cảm xúc trên sáu căn kia nó lấy đâu mà nó bám? Đương nhiên nó sẽ diệt thôi. Bây giờ mình còn mắc mũi hình hài này cho nên là mình nói người này xấu, người kia đẹp người này hơn người kia thua ít bữa nữa cái thân này nó trở thành cát bụi rồi đó, thì mình có nói người kia đẹp xấu nữa không rồi bây giờ mình ăn mình còn biết ngon đồ này kia ít bữa nữa mình nằm trong hòm rồi mắt tay mũi lưỡi thân ý này nó đai mất tiêu hết trơn rồi thì đâu còn cái ngon cái cái cảm thọ gì nữa nó tương tự như vậy tức là sáu căn nó diệt cái thì yếu tố xúc này nó diệt mà xúc nó diệt rồi thì làm sao có thọ à hết thọ rồi tương tự như vậy bây giờ mình khi mà mình bệnh đi ha cái lưỡi của mình nó mất đi cái vị giác mình ăn cái gì mình cũng không có thấy ngon nữa hết á thì lúc bấy giờ đây cái sự tiếp xúc nó không có thì cái cảm thọ này nó làm sao nó có được ví dụ như vậy rồi tiếp tục thọ mà nó diệt rồi đó thì ái nó diệt thọ mà không có thì yêu thích làm sao ra yêu thích nó có là bởi vì có cảm cảm thọ xúc chạm Thấy thích thú Còn nếu mà bây giờ nó không có cái yếu tố của uh, Của Của ái rồi thì thủ không có luôn Thủ không có Thì hữu cũng không có Nếu anh không có gì thì lấy cái gì để anh gọi là sở hữu Cho nên anh không có Thì cái, cái chuyện mà sở hữu Là cái chuyện không có là đương nhiên rồi Đấy. Rồi hữu không có đó Thì sanh làm sao nó ra được Mà nếu mà sanh Không có đó thì lão bệnh tử Lấy đâu mà nó bám không có chỗ nào mà nó nó trú ngụ được hết đó. đó thế thì cái này diệt thì cái kia diệt toàn bộ cái khối đau khổ trong cuộc sống hiện tại có thể được chấm dứt như thế rồi đức phật nói bài kệ khi các thực tại hiển bày thì thánh nhân thiền định rõ ngay ngọn ngành nhân diệt quả phải tan tành các duyên chẳng thuận quả sanh đàn nào không vâng, vâng. Cho đến canh năm, à, tức là sáng hôm đó, đó Thì Đức Phật suy luận theo hai chiều sanh khởi và hội diệt như sau Cái này có thì cái kia có Cái này phát sanh thì cái kia phát sanh Cái này không có thì cái kia không có Cái này diệt thì cái kia diệt Cái này chúng ta học thuộc rồi thấy không? Cái giá trị không? Thế nên cuối cùng, một cái bài mà chúng ta đã học thuộc đó được đúc kết từ nơi sự thiền định và chứng ngộ của đức thế tôn đã trải qua cả một tiến trình công phu thiền tập thiền định mới mới sản sinh ra được trong khi đó chúng ta học thuộc không thôi cho nên là cái sự học thuộc của mình nếu như nó thiếu đi cái sự chiêm nghiệm và kinh qua trên cái phương diện của thực tập thì chúng ta rất khó để có thể chứng ngộ được Sở dĩ mà Ngài chứng ngộ được là Ngài đã đã kinh qua từ trong những khoảnh khắc của sự tu tập. Nó cực khổ như thế nào mới rút ra. Còn mình đây người ta đưa sẵn kết quả. Cho nên không có giỏi giang gì hết. Cho nên ai mà cứ đi chép bài của bạn mình thì thì đâu có giỏi giang được. Phải không? Đó phải tự mình đó chứ. Thế thì cuối lục cùng lại thì chúng ta cần phải học thuộc câu này. Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Cái này sinh thì cái kia sinh. Mà cái này diệt thì cái kia diệt. À, cái này có thì cái kia có cái này không tức là ngược lại thì cái kia không cái này sinh thì cái kia sinh mà cái này diệt thì cái kia diệt đây là những cái cặp à, đối à, những cái cặp mà gọi là phạm trù đối đãi với nhau có không sinh diệt à, cái có nó đối nghịch với lại cái cái không được chưa cái sinh nó đối nghịch với cái cái diệt. Thế thì bây giờ ngay ở nơi đây chúng ta ngộ ra một điều rằng nếu không có chúng sanh sẽ không bao giờ có Phật. Nếu sẽ nếu không có phiền não sẽ chẳng bao giờ có được Bồ đề niết bàn. Tại vì hai yếu tố này nó tồn tại trong nhau. Bây giờ chúng ta nói có là có cái gì đó có có, có trên cái phương diện của cá nhân của đời sống thế tục đi. Có hạnh phúc, có vân vân, đủ thứ có, cái nhà, có cửa, có nọ, có kia, vân 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 Nhưng mà bây giờ cái không, ví dụ như là không có tiền, không có bạc, không có hạnh phúc, vân vân, đủ thứ hết Nhưng mà nếu mà chúng ta, hai cái yếu tố này á, nó không thể tách rời nhau được các vị Nó lòng ở trong nhau, nó sống cùng với nhau, nó tồn tại hẳn hồi với nhau Anh muốn có hạnh phúc thì hạnh phúc đó không phải trên trời rớt xuống Anh muốn có tiền Tiền đó không phải là trên trời rớt xuống mà có Anh phải trải qua một cái khoảng thời gian như thế nào Anh phải bỏ công sức ra sao Anh phải làm gì chứ tự nhiên nó có Sao nó có Nó phải có nhân duyên nào để đưa đến cái có đó Chứ nó không có cái nào mà không có lý do Để nó có cái tồn tại của cái có đó Ví dụ bây giờ mình nói chứ mình ra Mình mua tờ vé số trúng Mấy chục triệu, mấy trăm triệu Mình nói của trên trời rớt xuống nhưng mà nó phải của anh trời không Làm sao mà của trên trời được Mọi người đều góp vô cho mình đó Mỗi người họ góp Người đôi khi có, có người ăn xin Người ta cũng góp nữa Người ta đi mua vé số mà người ta không trúng Cho nên cái tiền đó nó gom về cho mình Người ta đi làm à, công Người ta đi chạy Uber Người ta hoặc là kỹ sư hoặc là bác sĩ v. v. Đủ thứ ngành nghề trong cuộc sống này hết Mỗi người tất cả những người họ gom lại Sự hy vọng của họ và họ đưa Cái hy vọng đó cho mình Thế là mình ôm cả một trời hy vọng của thiên hạ trong đó đó Họ gửi gắm tất cả những tâm tư, tình cảm, ước ao của họ cho mình đó Chứ không phải không đâu Thế thì nếu mà chúng ta không nghĩ tới yếu tố này mà ta dùng cái đó Mà không làm gì được lợi ích cho những người góp vốn Thì sao? Thì cứ nước chết thôi Không sống nổi Tại vì đó là tất cả những cái ước ao, nguyện vọng của người ta gửi vô và người ta đều mong muốn có được yếu tố đó hết Thế thì những cái có và cái không này nó tồn tại liên tục với nhau Cho nên nếu mà có cái có Thì nó phải có cái không Một là không của kẻ khác trở thành cái có của mình Chứ gì nữa Mình có thì thằng kia nó không có Chứ không thể nào mà mình mình có nó có luôn Sao được Ví dụ bây giờ các vị trúng số thì phải có tay nào đó nó không trúng Chứ không phải là các vị trúng mà tôi cũng trúng Mọi người đều trúng hết thì cuối cùng người được đồng Nhưng mà để có thể có được 5, 70 triệu, 100 triệu, 2, 300 triệu, 1 tỷ Thì anh có được cái đó thì những người kia không có Cho nên yếu tố có và không lại tồn tại Hẳn nhiên ở trong nhau Và trong cái đời sống ngay hiện hữu này đây Cũng như thế đó Một sự vật và hiện tượng nó không thể trở thành cái có Mà cái trước nó không thể là không Tại vì nó phải chuyển biến Nó phải chuyển biến trong nhau Để trở thành cái gì Thì cái kia nó phải phải thay đổi nó đi Nó phải biến mất nó đi Nó phải làm cho cái đó nó không còn là chính nó nữa Để nó chuyển thành cái khác Còn nếu mà nó trước sau nó như một Nó y chang như vậy thì sẽ không có cái có phát sinh Thế thì bây giờ các vị đang có đây Có nghĩa là các vị đang mất đây Mình đang tồn tại đây Mình đang hữu đây Được chưa? Có nghĩa là mình đang có đây thì mình cũng đáng mất đây tức là sinh và diệt nó tồn tại trong nhau hệ cái này có thì nó cũng tồn tại cái không ở trong này tại vì như chúng tôi nói các vị đó chúng ta chúng ta bây giờ nhìn bản thân của mỗi người đây trong từng khoảnh khắc này không thấy các vị già nhưng mà các vị thử lấy đi năm các vị 10 tuổi bây giờ các vị 50 tuổi các vị nhìn hai cái tấm hình lúc 10 tuổi và lúc 50 tuổi này có khác nhau không? Khác. Thế thì cái khác đó nó xuất hiện khi nào? Khi nào thì các vị nhìn thấy các vị khác với các vị? Hay ha, câu hỏi hay ha. Lúc nào các vị, hôm qua các vị nhìn thấy khác? Hay hôm nay các vị nhìn thấy khác? Hay lúc 25 tuổi các vị nhìn thấy khác Lúc nào các vị nhìn thấy khác à, Cái quan trọng đó chỗ là Không lúc nào chúng ta nhìn ta khác hết Bây giờ hồi sáng giờ mình nhìn mình Mình đã thấy mình khác đâu Hồi nãy mình nhìn mình Mình có thấy mình khác đâu Nhưng mà tập hợp những cái không khác kia Của một khoảng thời gian dài Mình lại thấy mình quá khác Thế thì cái khác nó xảy ra lúc nào vậy đó, hay ha Nó xảy ra trong từng khoảnh khắc một các vị Mà những khoảnh khắc đó nó lại chồng chồng lấp lên nhau Mà chưa từng có một khoảnh khắc nào là không chồng lấp lên nhau Không có một cái chỗ nào không khác Cụ thể là như thế Từng tế bào thay đổi mà, từng dòng máu thay đổi, từng hơi thở thay đổi mà Làm sao có được cái gì không khác Khoảnh khắc nào là khoảnh khắc tồn tại như khoảnh khắc trước đó nên có thể nói là trong từng sát na trong từng máu mình trong từng tích tắc một của đời sống chúng ta đã khác ta rồi và tập hợp những cái khác vi tế như thế để trở thành một cái khác dài như là bây giờ chúng ta nhìn thấy mình đấy được không thế thì gọi là cái khác đó có nghĩa là tích tắc trước và tích tắc sau không còn là nhau nữa mới gọi là khác nhé Có vị hình dung ha Đúng không? Thế thì phải nói rằng không có một giây phút nào, một tích tắc nào, một sát na nào là anh cả. Đúng không? Thế gì nữa? Chặt cái bụp ra ngay chỗ cái cái sát na đó là không còn nó nữa. Anh 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 chặt cái bụp chặt cái bụp cái hai cái một lượt, thế thì cái 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 trước và cái sau đã khác nhau rồi. Thế thì chẳng bao giờ và chẳng có lúc nào Ta là ta hết trơn á Tại vì trong ta nó biến dịch Ngay tại cái mà nó được sinh ra kia À cái này hay lắm à nghe Cho nên là Sẽ Sẽ không bao giờ Chúng ta thành Phật Thành Bồ Tát Mà mình chỉ có bỏ đi chúng sanh để rồi mình thành không có thể thành được không có chúng sanh đây sẽ không bao giờ có được giá trị của phật và bồ tát và nếu không có khái niệm chúng sanh sẽ cũng không có khái niệm của phật và bồ tát đó cái, cái thâm thúy nó ở chỗ đó đó cho nên là phiền não tức bồ đề làm sao hiểu được phiền não tức bồ đề anh ở trong phiền não anh không thấy nó phiền não thì bồ đề nó mới xuất hiện chứ Bồ đề xuất hiện khi nào? Khi có cái đối khi có cái đối nghịch lại thì mới có cái để so sánh chứ. Gọi là anh cao thì phải có có một người nữa cao hơn anh hoặc là thấp hơn anh thì anh mới gọi anh cao chứ. Giờ có mình anh với ông trời cũng không biết anh cao hay thấp nữa. Gọi là chị đẹp hay chị mập hay chị ốm thì cũng phải có một đứa nào đó nó đứng kế bên cạnh. Để nói được rằng anh đẹp hay là anh xấu, anh mập hay anh ốm. Ốm với ai, mập với ai, anh cao với ai Nếu bây giờ anh cao hả Ok anh cao 1m8 Nhưng có thằng đứa nào đó Nó 2m nó đứng bên cạnh Thì anh sẽ là là thấp Ít bữa nữa 2m Nó có một đứa 2m1 đứng bên cạnh Nó sẽ là Là thấp Thế cuộc đời này Cao thấp sang hàng à, Già trẻ Đẹp xấu Là một khái niệm hết sức mơ hồn khái niệm đó không có thật hữu thật tính của chính tự thân cái phán đoán nhận xét đánh giá đó cho nên có thì có tự mảy may không thì cả thế gian này cũng không cho nên anh giỏi là nhờ mấy thằng ngu nó có nó, nó tồn tại xung quanh anh chứ nếu mà mấy thằng khôn nó ở xung quanh anh anh tự động automatically trở thành thằng ngu liền bây giờ một con đôm đốm mình nói đó là cái con đom đốm nó nó chỉ là lập lè lập lè tí xíu thôi cái cái đó nó rất là hẩm hiu nhưng mà trong một đêm 30 trời tối mịt thế thì con đom đốm kia lại là là sáng nhưng mà một đêm trăng rằm không có một gợn mây nào cả nhìn không có thấy con đom đốm nào hết lý do tại sao tại bị ánh trăng rằm kia nó che mất đi cái hào quang của con đom đóm đó thế trong đời nó là như vậy đó tất cả dựa trên các pháp của sự đối đại nó có tồn tại là nhờ vào sự tồn tại của cái khác nó không tồn tại là bởi vì không có sự tồn tại của cái khác đó cho nên anh xuất hiện trong cuộc đời này là nhờ sự tồn tại của tất cả những cái xung quanh anh mà anh mới tồn tại thiếu vắng tất cả những thứ xung quanh anh anh không thể tồn tại được anh giàu có là nhờ có có xe này có nhà này có quần áo này có giày dép nè anh mà bỏ hết mấy cái thứ đó đi anh cũng trần trụi như tôi thôi anh không có được cái gì hết nếu anh không dựa vào những cái thứ khác xung quanh anh để có thể đánh giá được anh là nhờ vào những thứ phụ kiện đi theo anh mà đánh giá anh là thế nào vắng đi những cái phụ kiện kia không có đính kèm trên anh thì hoàn toàn chúng ta là như nhau cả. Thế thì anh được đánh giá là nhờ vào những cái khác anh mà tồn tại cái mà anh mường tượng là anh, nhưng mà thật sự quần áo của anh không, xe cổ có phải là anh không, nhà cửa có phải là anh không? Thế cái gì là anh vậy? Vậy đó mà ngạo nghễ với đời. Vậy đó mà hơn với cuộc đời này cái gì các vị? Khổ như thế đó hơn nhau chiếc áo gọi là hơn à? Hơn nhau chiếc xe gọi là hơn à Hơn nhau cái nhà gọi là hơn sao Hay là anh hơn cái gì Thì gọi là hơn Cho nên Người mà Tuyệt vời trong cuộc đời Là người tự bản thân mình Chiến thắng lấy mình Chứ không phải đi chiến thắng người khác Để thể hiện mình hơn người ta Tại mình không thể hơn được Cỏ cây hoa lá Tức là yếu tố của sự nương gá nhờ cậy Mình không thể sống mà không nhờ cậy Cho nên anh hơn là tự mình có thể làm chủ được chính bản thân của mình Mà không dựa vào kẻ khác thì cái lúc đó anh mới hơn Có nghĩa là sao? Những cái cảm xúc mà trong lòng của anh đây nè Chẳng chẳng lẽ có người ta anh mới vui à Còn không có người đó anh buồn sao Tại sao cuộc đời mình lại phó thác cho một người mà bắt buộc có họ mình mới vui Còn không có họ mình không vui Hả? Nhưng mà cuộc đời này nhiều người sống vậy lắm à Phải có mới vui Không có là không thể vui được Thế thì có nhiều cái yếu tố để chúng ta suy nghĩ trên cái phương diện này lắm các vị Nó tồn tại xung quanh ta Những cái có và cái không Cái sinh và cái diệt nó đang sen ở trong sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này và từ nơi cái sự ảo mộng của đời sống đó nó không có gì là thật hết chúng ta mường tượng thì cho nó là thật nhưng mà sau rồi chúng ta nhận ra được bản chất của dòng đời nó không có thật mà nó chỉ thoáng qua trong dòng đời này thôi cho nên chúng ta cũng thoáng qua trong dòng đời này thôi buồn vui cũng chỉ thoáng qua trong dòng đời này thôi đừng hệ lụy đừng khổ đau bởi những thứ thoáng qua nó chỉ là những án may đi qua cuộc đời của mình Các gì nhớ kỹ nghe Những cái gì trong cuộc đời này Tiền, tài, danh, phận, địa vị Được mất hơn thua Tốt xấu Nó chỉ là những án may đi qua bầu trời này mà thôi Bầu trời đó là tâm ta đây Tất cả mọi thứ buồn vui thương ghét Của cuộc đời Của cuộc sống ngay hiện hữu đây nè nó cũng chỉ là những bóng mây đi qua cuộc đời này cho nên ai đó mà có có làm cho chúng ta giận đó không thèm giận giận chỉ cho mệt vậy trời nó chỉ là bóng mây nó chỉ là màn xương thôi không giận nó thì tự nó cũng tan liền được chưa? Mà mình giận nó thì mình khổ đau Nó chồng chất trong thân tâm của ta Mà ta không giận nó thì tự nhiên nó tan Vô điều kiện nó thanh lương, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát là như vậy đó Các vị thử thực tập trong đời sống của mình Các vị sẽ thấy Cái giáo lý của nhà Phật nó giúp cho chúng ta thanh lọc Ghê gớm lắm Và nhẹ nhàng vô cùng lắm đó. Mắc gì mình Mình phải phải buồn, phải khổ Trên một cái sự ganh ăn Ghét ở của kẻ khác Người ta nói mình một lời Mình không có là thối Mắc gì phải buồn không có cái việc gì mà mình phải câu có phải đắn đo phải suy tư về về một cái cái sự nhận thức nhận định đánh giá phán đoán của kẻ khác sự phán đoán nhận định đánh giá của kẻ khác là của kẻ khác nó nhận định đánh giá là cái chuyện của nó chứ đâu phải là nó nhận định như vậy rồi mình tự nhiên cái mình trở thành như vậy được chưa các vị mình vượt thoát chỗ này được chưa mà vượt phải nhẹ à thiện thể Vượt qua mà không có gì để vượt qua Tức là ta vượt qua Gọi là vượt qua Để tạm gọi là vượt qua thôi Chứ đời nó ảo mộng mà có gì là vượt qua Như là đi trong cái màn Sương buổi sớm Nó có cản mình đâu Mình vẫn đi tuốt lút Mình thấy ở đằng kia thấy mù Mình tưởng nó là là nó che Nó ngăn gì mình á Nhưng mà khi mình đi tới rồi thì chẳng có cái màn sương nào ngăn được mình đi hết nhưng mình đứng xa mình nhìn thì mình thấy nó nó che nó ngăn nhưng mà tới rồi thì tự nhiên nó tan dần 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 ra để mình tha hồ mà mình đi có khi nào quý vị thấy vậy không mình nhìn thấy phía bên kia mình không thấy đường là sương mù nhưng mà khi mình chạy tới thì tự nhiên mình thấy đường mình mình thấy cái cái màn xương kia nó lui dần dần nó lui dần lui dần lui dần mình càng đi tới thì màn xương càng tan dần đời nó như vậy đó cho nên là mấy chục năm trong đời này Chúng ta kinh qua nhiều cái cái cuộc bể dâu lắm Hơn thua, ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm à, Trắng đen, phải quấy, hưng phế vân vân Mọi thứ kinh qua hết trơn rồi sợ gì nữa Bây giờ là chỉ có thông dong mà đi thôi Nhìn ngắm cuộc đời này Với những cái rất ư là bình thường Rất đổi là bình thường Không có gì phải ấy nấy Không có việc gì phải ngỡ ngàng nữa cả khi vô minh phát sanh thì hành phát sanh vân vân và như thế cái khối khổ uẩn khối đau khổ luân hồi phát sanh toàn thể cái khối đau khổ luân hồi này phát sanh khi mà vô minh nó phát sanh khi hành phát sanh khi thức phát sanh và vân khi danh sắc lục nhập vân vân tất cả mọi thứ nó phát sanh thì cái khối luân hồi này nó phát sanh nhưng khi vô minh nó diệt, hành nó cũng diệt vân vân, những cái khối khác nó diệt á thì toàn cái khối đau khổ luân hồi này sẽ chấm dứt. Đó cho nên bây giờ đó, mình thay đổi nhận thức. Nhìn thấy tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đâu có thật đâu. Nó thoáng có thoáng không. Tưởng chừng như không, tưởng chừng như có. Đời thoáng có thoáng không như chưa từng không có. Đời nó thoáng có Đúng chưa? Nó một thoáng nó có thôi Mà nếu nó có một thoáng Thì nó, nó đâu phải tồn tại miên viễn đâu Thì đời thoáng có Thì nó sẽ thoáng Thoáng không? Cái thoáng đó là bao năm? À Thoáng có Thì nó sẽ thoáng Thoáng không? Được chưa? Mà nếu mà nó thoáng một Tức là Thoáng tức là nó lướt qua một cái Nó có trước giờ mình không có đúng không? mình đi làm một ngày cái tự nhiên có hàng trăm đô, <laughs> đời thoáng có nhưng mà thoáng cái cái mình xài hết mất tiêu, đời thoáng có thoáng không, thế thì từ cái có nó trở thành cái không, như chưa từng không và có, chứ, giống như bây giờ nó xài hết rồi thì đâu còn có đâu còn không gì nữa đó, đời nó thoáng có nó thoáng không, như thể là nó chưa từng có mặt cái đó trong cuộc đời này đúng mày không nhìn chị thoáng có vậy đó thoáng thoáng một tí cái hàng trăm năm cái trở thành hũ tro mất tiêu thế thì đời của mình trăm năm đó mình hơn mình thua mình ganh mình ghét à, mình làm này làm kia vân vân cả một cái dòng đời của mình nó thoáng có tự nhiên nó thoáng không nó thoáng không một tí đó như rồi rồi sẽ nói chị sẽ chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời này nữa Giống như ông ông cố bà cố nội gì của mình đó Bây giờ có ai trong các vị nhìn thấy nhung nhan hình ảnh Rồi nhớ nghĩ về tâm tư tình cảm của ông nội bà nội cố nội mình còn ngày xưa không? Ngày xưa không? Không mình đâu có biết đâu Thế có phải là thoáng có thoáng không Và bây giờ nhìn lại là chưa từng có và không đó không Đó, nó là vậy đó rồi một ngày mai đây chúng ta sẽ đổ mục ở nơi bến sông đời chúng ta sẽ bị vùi dập dưới các bụi của thời gian chúng ta sẽ nát tan tành dưới các bụi của thời gian mà không ai có thể cưỡng lại được hết các vị có học ra bác sĩ có ra kỹ sư các vị có không học gì các vị có giàu có bao nhiêu các vị có con cái hay không có con cái có tình yêu hay không có tình yêu rồi chúng ta sẽ đổ ngã giữa các bụi của dòng đời này cả rồi chúng ta sẽ gục ngã ở bên lề của bến sông đời này hết. Rồi chúng ta sẽ trở về cái cõi như nhiên tịch tỉnh đó mà tha hồ mà bây giờ buồn vui thương ghét. Có gì đâu. Cho nên đừng cho nên ngay cả đời sống bây giờ hiện hữu đây, đừng có quá lắm cái gì. Thương cũng đừng quá lắm. Ghét cũng đừng quá lắm. Đừng có làm khổ lụy quá lắm. Đừng có bi ai quá lắm Thương nhiều cũng khổ Ghét nhiều cũng khổ Đó Ta sẽ đi một khi ngày đã tận Yêu đã xong Ân oán đã xong rồi Ta để lại không mang theo gì cả Thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi Bây giờ quý vị yêu đã xong chưa? Ăn ón đã xong chưa? À, tại ta sẽ đi một khi ngày đã tận Yêu đã xong, ăn oán đã xong rồi Cho nên là bây giờ yêu nó cũng bình thường thôi Được Nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi Cho đủ màu, đủ sắc một chút thôi Thấy người ta khóc, mình cũng khóc cho cho biết là mình biết khóc Thấy người ta cười, mình cũng cười cho biết là mình biết Biết cười, vậy thôi à Thoáng nhẹ nhàng như vậy Đừng có bi ai và khổ lị quá lắm trong dòng đời này Tại nó chỉ là mong manh, tạm bợ không chất thật. Có được cái cảm xúc này rồi á, thì chúng ta mới nhẹ nhàng mà vượt thoát. Đây chúng ta nói cái yếu tố vượt thoát nhưng không có gì vượt thoát nha. Tại nó mong lúng mà. Khi mà chúng ta gặp một cái sự việc nào khổ đau hay hạnh phúc trong đời sống này, chúng ta chỉ tri nhận rằng nó có trong đời sống. Và nó nó hiện hữu với mình Tri nhận nó như vậy là đầy đủ Đừng có bị cái kia nó lôi kéo khi không bị nó lôi kéo thì chúng ta mới tha hồ mà đi trong đời sống còn nếu không là mình bị dính mắt cột sợi dây nó trói mình á tình yêu nó trói hoặc là tiền bạc nó có trói gia đình nó trói tất cả đều là sợi trói hết nó trói là bởi vì chúng ta chấp nhất nó mới trói nếu không chấp nó không trói thế rồi đức thế tôn nói bài kệ khi các thực thể hiển bày thánh nhân thiền định rõ ngay ngọn ngành ma vương binh tướng tan tành chân lý chiếu sáng chúng sanh an hòa. Đó là tuần lễ thứ nhất. Tuần lễ thứ hai sau khi thành đạo Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ hai Một cách hết sức là bình thản Ngài đứng cách cái cây bồ đề Khoảng 100 mét về hướng đông Chăm chú nhìn cây bồ đề trọn một tuần Không nháy mắt Hồi tưởng lại một cuộc trường kỳ chiến đấu cam go, gian khổ với tự thân, tự tâm trong vô lượng kiếp. Chứ không phải một kiếp mà thành. Cho đến ngày nay thành đạo với cội Bồ Đề để rút tỉa những kinh nghiệm và tìm ra một con đường ngắn hơn và dễ dàng hơn cho chúng sanh sau này. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp. Đến bây giờ nhìn lại Ngài tìm kiếm coi là trong vô lượng kiếp đó bây giờ có thể có thể làm sao rút ngắn và tìm ra một cái phương pháp nào để giúp cho chúng sanh. Nó không phải trải qua vô lượng kiếp đó nữa. Không được ngắn hơn và dễ dàng hơn. À, nói theo gương lành cao quý để tự nhớ công ơn đức Phật hàng tín đồ ngày nay vẫn tôn kính cái cây Bồ đề à ở Bodh Gaya, ở Sanat Lâm đi ông văn. Thế thì à, nói về cây Bồ đề thì cái cây bồ đề hiện tại ở bốt Gaya, tức là nơi mà Đức Thế Tôn à, thành đạo đó là cái cây bồ đề cháu chắc của cái cây bồ đề năm xưa. chứ không phải là cái cây bồ đề đó. Rồi ở tại à, vườn Cấp Cô Độc à, trồng một cái cây bồ đề được gọi là cội cây bồ đề Ananda. Thì khi mà chúng ta đi hành hương tới à, cái vườn à, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc đó tức là kỳ viên á kỳ viên tịnh xá đó thì có một cội cây cây bồ đề được gọi là uh, cội cây bồ đề ananda uh, truyền thuyết kể lại rằng vào cái lúc mà những hàng nam nữ cư sĩ phật tử đi tới tinh xá để mà thăm hỏi đức phật và đảnh lễ đức phật thì có những lúc ngài không có ở nơi tinh xá đó có lúc thì ngài đi khắc thực có lúc thì ngài đi ăn cư ở chỗ nọ chỗ kia cho nên những Phật tử tới không thấy hình ảnh của Đức Phật Thì nhớ lắm mà không biết làm như thế nào Thế thì một hôm Ngài A Nan mới bạch hỏi Đức Thế Tôn là Bây giờ khi mà Ngài không có ở nơi tinh xá đó Mà những người Phật tử tới đó Thì có cái biểu tượng gì Để mà người Phật tử đó họ đảnh lễ Cũng giống như là Đức Thế Tôn đang hiện hữu ở đó thế rồi ngài A Nan mới bạch hỏi Đức Thế Tôn thế thì bây giờ con có thể làm một cái gì đó là biểu tượng của Đức Thế Tôn được hay không ví dụ như là làm một cái tháp cho Đức Phật ở tại Tinh Xá được hay không hoặc là à, làm một tấm y hay vân vân bình bát hay vân vân thế thì ngài nói à, không khi ta đang còn sống thì không có có làm tháp thế rồi Ngài A Nan mới bạch hỏi cái Đức Phật là hay là bây giờ cái cội cây Bồ đề mà nơi ngài thành đạo đó bây giờ đem cái cội cây Bồ đề đó có thể lấy một hạt đem về đây để trồng để rồi trở thành cái biểu tượng được hay không? Thì ngài rất là hoan hỷ với cái ý kiến của ngài A Nan. Thế thì ngài A Nan mới đi thưa với lại sư huynh của mình là ngài Mục Kiền Liên và nói với ngài Mục Kiền Liên là anh hãy sư huynh hãy đi về À, bồ đề đạo tràng tức là bút ga đó hãy đem một cái hạt giống của cái cây bồ đề ở nơi đó nơi mà đức thế tôn thành đạo nó đem về đây để chúng ta trồng mà trở thành cái biểu tượng ở cái ngôi tinh xá này cho người phật tử đến thăm viếng lễ lại thế thì lúc bấy giờ ngài mục kiền liên vì vận thần thông của mình và bay về bồ đề đạo tràng nhân cái lúc mà một cái hạt giống nó đang rơi xuống thì ngài dùng cái vạt áo của mình hứng lấy cái hạt giống của cái cây bồ đề đó trước khi nó chạm đất và bay trở về lại tinh xá kỳ viên và rồi đưa cho ông đưa cho ngài trưởng giả cấp cô độc tức là sát bên đó trưởng giả cấp cô độc là người mà cúng anh đất đưa cho trưởng giả trồng rồi được tưới bằng sữa được bao bọc rất là kỹ lưỡng thế thì cái cây bồ đề này nó lớn nhanh như thổi và nó trở thành biểu tượng thế rồi từ đó những người phật tử ở từ xa đến mà lúc bây giờ đức thế tôn mà vắng thì sẽ đảnh lễ cái cây bồ đề đó coi như là một biểu tượng của đức thế tôn còn vẫn còn ở nơi đó thế thì cái cây bồ đề hiện nay ở được gọi là cái cội cây bồ đề ananda đó cũng vẫn là cây bồ đề con cây bồ đề cháu ở trong cái 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 khu tinh xá kỳ viên này chúng ta tới đó chúng ta sẽ thấy một cái không gian hết sức là à, u tịch bây giờ chỉ còn là nền cũ lâu đài bóng tịch dương thôi tức là à, di tích thôi nền đất à, được xây dựng bằng gạch trở lại để kỷ niệm cái vết tích cái năm xưa nơi đó vẫn còn những cái giếng nước của hàng chư tăng ngày xưa đã sử dụng những cái giếng nước đó và mình à, bơm nước để đẩy đẩy nước lên á để mà chúng ta lấy nước rửa mặt à, vẫn còn những cái giếng nước đó vẫn còn cái à, cái thất của các ngài ví dụ ngày xá lợi phất ngày mục kiền liên ngày a nan hay là hương thất của đức phật nơi mà đức phật thuyết pháp đấy vẫn còn à, rải rác ở trong cái khuôn viên của tinh xá à, rất là là hay thế thì ngày hôm nay cái cây bồ đề à, nơi đức phật thành đạo đó đã sản sinh ra rất là nhiều nơi trên thế giới à, của chúng ta để làm kỷ niệm một biểu tượng mà đức phật đã thành đạo tuần lễ thứ ba sau khi thành đạo à, vì đức phật vẫn còn quanh quẩn ở cõi bồ đề cho nên chư thiên lúc bấy giờ nghi ngờ là ngài đã đắc quả phật hay chưa à, chư thiên còn nghi ngờ cho nên Đức Phật đã đọc được tư tưởng của chư thiên Ngài Dùng Thần Lực tạo ra một đường kinh hành quý báu, Đi tới đi lui, kinh hành suốt các tuần lễ thứ ba. Dưới mỗi bước chân của Đức Phật thì có một hoa sen đỡ lấy cái bước chân đó để không làm cho bước chân chạm xuống đất. Thế thì con đường này hiện nay vẫn được xây dựng và được làm bằng xi măng với 18 cái hoa sen để tượng trưng cho những bước chân của Đức Phật. Và theo như giáo lý của Đại Thừa đó Thì trong ba cái tuần đầu Tức là 21 ngày đó, Thì à, Ngài hiện thân là Đức Tỳ Lô Giá Na Để mà nói kinh hoa nghiêm Cho vô số Bồ Tát Cho vua trời và các vị Đã thọ giáo với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Từ vô lượng kiếp Đó là theo kinh Đại Thừa Nguyên cái tên kinh là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nội dung của kinh này là đứng trên cảnh giới bất tư nghì giải thoát của chư phật để mô tả toàn thể cái pháp giới tánh còn gọi là vô ngại pháp giới cho nên chúng ta lưu ý khi mà mình học kinh đó, có những cái kinh mà dạy cho hàng bồ tát được không tức là ở một cấp độ rất là cao cao hơn cái cấp bậc của thanh văn của duyên giác mà cấp bậc đó là cấp bậc của bồ tát cho nên là mình không học những cái level thấp á thì lúc bấy giờ mà nhảy một bước cái mình lên trời cái mình nói chuyện trên trời không à. Rồi mình cứ người ta nói sắc sắc không không thì mình cũng sắc sắc không không vậy đó. Là nói nói cái level ở ở, ở trên á còn chê ở dưới này nó thấp. Chê dưới này là không đáng không không bằng mà phải cao như vậy đó, phải là sắc sắc không không vậy đó nhưng mà không biết cái khắc sắc không không là cái thứ gì hết trơn đó nó vậy đó cho nên là cần phải biết là từng một cái cấp độ nó như thế nào nhưng mà đó là theo quan điểm của của đại thừa thế thì à, cái bài kệ của thiên thai tông á, đó là hoa nghiêm tối sơ tam thất nhật a hàm thập nhị phương đẳng bát nhị thập nhị niên bát nhã đàm pháp hoa niết bàn cộng bát niên có nghĩa là sao người ta cho rằng á Kinh Hoa Nghiêm là cái kinh lúc ban đầu Ngài nói trong hai à, Tam thất à, Tam thất nhật tức là Là ba tuần đó, tức là 21 ngày được chưa? Tam thất nhật Mỗi thất là Là một tuần đó, tức là 7 ngày đó Mà tam thất có nghĩa là 3, 7, 21 ngày Tam thất nhật A à hàm thập nhị, thập nhị tức là 12 Phương đẳng bác là là 8 tổng cộng là 20 năm Ngài nói kinh A Hàm và kinh Phương Đẳng là 20 năm Tiếp tục là nhị thập nhị niên bát nhã đàm Nhị thập nhị tức là 22 Tức là nói kinh bát nhã trong 22 năm Và pháp hoa niết bàn cộng thêm 8 năm nữa Rồi chưa? Cộng bát niên Tức là tổng cộng nếu mà tính như thế thì tổng cộng là 50 50 năm mà nếu mà 50 năm so với lại cái thời điểm mà Đức Thế Tôn thành đạo là năm ngày 35 tuổi thì coi như là ngài đã 85 tuổi thì cái cái thuyết này không có đúng. Tại vì ngài nhập diệt là năm 80. Được chưa? Đó cho nên thế nào không có đúng. Mà chúng ta biết như vậy để biết được rằng nó có những cái sai sai lạc. Rồi tuần lễ thứ tư sau khi mà ngài nhập niết bàn. Ao à, xin lỗi sau khi ngài thành đạo đức phật ngữ ở trong à, bảo cung để mà suy nghiệm về những điểm phức tạp của tạng luận giáo lý cao siêu vi diệu pháp hay là gọi là thắng pháp kinh sách ghi nhận rằng khi ngài suy tưởng về à, cái lý nhân quả tương quan quyển khái luận thứ bảy của tạng luận tâm và thân ngài trở nên hoàn toàn tinh khiết Do đó mà phóng ra một vừng hào quang sáu màu, hiện nay là sáu màu cờ của Phật giáo thế giới. Năm màu đầu là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Màu thứ sáu là tổng hợp của năm màu đầu. Thế thì bây giờ ai mà nói màu cờ có năm màu là sai, được chưa? Cờ Phật giáo là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam là năm màu, nhưng mà cái rẻo ở phía dưới á nó có thêm năm màu nhỏ nhỏ nữa có nghĩa đó là màu thứ sáu màu thứ sáu là màu tổng hợp của năm màu kia nhưng không biết pha năm màu kia nó ra cái màu gì đó cho nên là năm màu kia sẽ là màu tổng hợp của của năm màu ý nghĩa này như thế nào đó là tính tấn niệm định và huệ chúng ta học rồi đó là ngũ căng và ngũ ngũ lực tức là vừa có căng mà lại vừa có có lực một cờ Phật giáo đó tức là cái cái màu thứ sáu là cái màu của sự dung hòa cái màu của sự dung hợp cái màu của sự à, hòa lẫn với nhau chứ không có riêng biệt một cái không thể không thể tồn tại được vì thế mà phải cần có một sự nhu nhuyến huyền hòa và tích hợp tất cả để có mặt trong nhau và tồn tại trong nhau cho nên có cái màu thứ sáu kia, năm châu xanh vàng đỏ trắng cam đó, mà muốn có thể an hòa và hạnh phúc được thì không thể nào mà thiếu đi cái chất kết dính. Cuộc sống của chúng ta giỏi cho nó khác biệt bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu thiếu nhau thì cuộc sống này sẽ tơi tả tan nát hết. Sự đoàn kết và hòa hợp đó là bản chất, bắt buộc phải có. Tuần lễ thứ năm sau khi thành đạo. Đức Phật trở lại ngồi dưới cội cây Bồ Đề Nơi mà Ngài đã nhận bát cháo sữa Của hai chị em Su Ta Để tiếp tục chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát à, Chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát Trong lúc Đức Phật ngồi tham thiền Thì ý nghĩa sau đây phát sanh Làm thế nào để giới định tuệ giải thoát Được tăng trưởng đầy đủ có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ hay một vị bà la môn nào đó đáng kính để mình sùng bái. Có nghĩa là tự thân của Ngài quán sát rằng mình có thật sự đầy đủ hay chưa? Được chưa? Và mình cần phải sống gần gũi một vị nào đó mà vị đó có cái đức lớn hơn mình để mà mình thăng tiến tiếp tục. Có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ khác hay một vị bà la môn để tôn kính lễ bái vị ấy hầu nâng cao giới đức à, làm đến chỗ toàn thiện nhưng ta không thấy ai có giới đức hơn ta để ta cộng tác tôn kính lễ bái kể cả chư thiên ma vương hay phạm thiên ở các cõi trời cũng như các đạo sĩ hay bà la môn ở cõi của con người tức là ngài quan sát để xem coi xét về mặt giới đức thì trong cõi trời và cõi người có vị nào là người mà xứng đáng để ngài có thể nương tựa hay không có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ khác hay một vị bà la môn để tôn kính lễ bái hầu nâng cao cái định lực đến chỗ toàn thiện nhưng ta không thấy ở cõi trời hay cõi thế gian có một người nào có đủ cái định lực hơn ta để ta cộng tác để ta kính lễ, rồi Ngài xét về trí tuệ cũng tương tự như vậy, tức là xét trên ba phương diện giới, định và và tuệ gọi là tám vô lậu học ba khía cạnh này ngài là vô thượng sĩ rồi à, trong thế gian là không còn ai nữa có lẽ ta nên sống gần một vị đạo sĩ hay một bà la môn để tôn kính lễ bái hầu nâng cao mức độ giải thoát để đến chỗ hoàn toàn nhưng không thấy trong cõi trời trong cõi thế gian này có vị nào có mức độ giải thoát hơn ta để mà ta cộng tác nữa hay ta nên sống trong sự tôn kính và lễ bái chính cái giáo pháp mà ta đã chứng ngộ này à, ngày suy tư như thế lúc bấy giờ thì phạm thiên à, sahapati hiểu được ý của phật thì liền từ cõi trời phạm thiên đi đến trước mặt phật nhanh như một lực sĩ duỗi thẳng cái cánh tay và co vào và đắp lên vai trái quỳ xuống đắp y lên vai trái và quỳ xuống chắp tay lễ phật và bạch rằng bạch đức thế tôn quả thật là như vậy những bậc ứng cúng chánh đẳng chánh giác trong quá khứ đều tôn kính và sùng bái chính cái giáo pháp này. Những bậc ứng cúng chánh đẳng giác trong tương lai cũng sẽ tôn kính sùng bái chính pháp này, thế nên bạch đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng chánh đẳng chánh giác trong đời hiện tại cũng nên tôn kính và sùng bái chính cái giáo pháp này. Thế thì qua cái câu này Thứ nhất chúng ta nhớ được rằng Hàng chư thiên á, Người ta biết tâm ý Của mình chứ phải không đâu Mình suy nghĩ cái gì Mà nếu như người có phước báu lớn á, Người ta chỉ cần Móng khởi tên thôi Là chư thiên họ đã biết rồi Thế thì trong câu chuyện của Đức Thế Tôn nè Khi mà Ngài nghĩ rằng mình cần cái chiếc áo là chư thiên Liền Liền mang áo xuống Để mà cũng dường khi mà ngài cần cái bát thì ngài đã chư thiên đã xuống để mà cúng dường cho cái bát thấy không thế thì chư thiên là một trong những chúng sanh của cái cõi trời người ta rất là có thần thông và biết được tâm ý của cái cõi con người cho nên chúng ta có thể giấu ai giấu chứ không thể giấu hộ pháp được hộ pháp già lam á khi mà mình phát tâm tu tập mình giữ giới á Người nào mà giữ giới thanh tịnh Người nào mà giữ giới đúng mức Thì tự dưng là Thoát nạn rất là dễ dàng Bởi vì Chư thiên họ theo họ hộ Và móng khởi của mình Những tâm niệm của mình là người ta biết liền Người ta phò trì Mình sau lưng mình mà đi theo mình làm à, Làm hộ vệ mà Nên các vị đừng có Lo sợ khi mà mình chỉ Cần tinh tấn mình đừng có Có chấp nhất chuyện gì của thiên hạ trên á tự thân của mình đây mình tu cho ngon lành tâm thuần thiện hiền hòa trang nghiêm đỉnh đạt giữ cái phong độ của kẻ tu hành hiền hậu như thế đó. các vị không có sợ không có sợ lỗ lái gì trong cuộc đời đó đó và cái đó tức là cái sinh ra cái phước cái đức để rồi từ đó mà người ta tương tác với mình người ta bị cảm lây cái từ trường của mình đưa ra Chính cái yếu tố đó là cái mà rất là cần thiết nó con đường tu tập. Cho nên đối với những người tu á, dẫu là có tai nạn nhưng mà ít lắm. Về để ý nè, ít có tai nạn lắm. Có chứ không phải không. Nên là đôi khi cái định nghiệp mình không thể tránh khỏi, nhưng mà rất là ít. Tại vì các ngài có sự sự ủng hộ của chư thiên Và khi mình móng khởi lên những cái niệm lành của mình Những cái ý tưởng mà mình tưởng chừng như người ở ngoài đời người ta làm rất khó nhưng mà đối với một hạnh nguyện của một nhà tu á người ta đầy đủ nhân duyên người ta làm dễ lắm mình các vị nghĩ đi ở nhà của các vị thôi á mình hai vợ chồng đi làm nuôi một hai đứa con trả được cái nhà là ba bốn chục năm là một râu rồi đúng không là già rồi vậy vậy đó mà quý thầy ở trong chùa không có đi làm đâu hết á thân mình chứ chẳng có có bà nào nữa đúng vậy không cái, cái nhà có vị là hai vợ chồng đi làm á làm 8 tiếng đồng hồ làm full time á mới trả mấy chục năm mới trả xong cái nhà mình thấy đi cái phước nó ở đâu mà trong đây khi mà các vị tới ví dụ các vị đi tới một cái ngôi chùa nào đó là phật tử của một ngôi chùa nào đó đâu có thầy nào bắt buộc các vị là phải đóng tháng bao nhiêu đâu ngày bao nhiêu đâu tới lễ phật có người cho người cũng cho có người à, đi tới đó ăn rồi không cúng giường hay là v vân mọi thứ không không quan trọng phải nói là như vậy gọi là thùng phước xương mà. phước như xương vậy đó <laughs> nó rơi như vậy đó mà ngập lụt luôn á chứ không phải là ướt áo nữa mới có thể xây dựng chùa nọ chùa kia lớn như vậy ví dụ bây giờ thiền viện đại đăng xây như vậy là bao nhiêu triệu. Mà quý vị thấy quý thầy có đi làm không? Thế cái phước ở đâu ra? Mà không phải là một tu viện, một chùa. Trên thế giới này có biết bao nhiêu chùa. Bao nhiêu trường phái. Nên các vị thấy cái phước của Phật, cái phước của chư thiên để chúng ta làm những công việc như thế, mới có thể giữ được cái tâm đạo của tất cả những người nam nữ cư sĩ Phật tử đến chùa như thế này. Chứ không phải không đâu chính vì cái yếu tố đó mà cái công năng của sự tu tập và giữ giới đó, nó vô cùng quan trọng và to lớn vô cùng các vị. Năm giới là căn bản của tất cả những người đệ tử của Phật kể cả tại gia lẫn xuất gia. Người Phật tử tại gia giữ năm giới, người tu sĩ xuất gia cũng giữ năm giới. Nhưng mà năm giới đó lại cao hơn năm giới của các vị. Cao hơn nhiều lần lắm một một giới của các vị ha. Ví dụ như là giới đầu tiên là giới giới không sát sanh, không được sát sanh. Thế thì đối với lại các thầy các sư cô thì cái giới đó còn chia năm xẻ bảy ra nữa. Thành nhiều cái giới nhỏ trong đó nữa. Để vi tế hơn. Rồi từ cái giới đó mà chuyển thể thành nhiều cái oai nghi tế hạnh hơn để có thể ngăn ngừa cái điều đó nó xảy ra trên phương diện vô tình hay là cố ý ví dụ bây giờ nè uống một ly nước phật quán nhất bác thủy bác vạn tứ thiên trùng nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục có liên quan sát sanh không thấy không vô tình uống nước mà không đọc thần chú không nghĩ đến những con trùng nó đang sống ở trong đây thế thì yếu tố chánh niệm và tỉnh giác không còn mà tổn hại mạng sống chúng sanh khi sáng dậy bước cái bàn chân xuống ở dưới giường Tùng triêu dần đáng trực chí mộ nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ Nhược ưu túc hạ tán kỳ hình nguyện giữ tức thời sanh tỉnh đổ Cho nên là nội một cái giới thôi mà nó trở thành là oi nghi Nó trở thành tế hạnh, nó, nó chia trẻ ra từng ly từng tí như vậy đó Chứ không phải không đâu rồi xúc miệng sáu khẩu sáu sáu khẩu liên tâm tịnh vẫn thủy bá hoa hương tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng phật vãng tây phương tức là lấy nước mà xúc miệng đó sáu khẩu liên tâm tịnh nó làm cho tâm của mình được tịnh luôn chứ không phải là xúc miệng không mà tâm không tịnh rửa sạch cái miệng này để anh chị vậy cũng giống như rửa sạch cái cái tâm của mình vậy à như thể là cái hương thơm cái miệng mình á khi mình mình đánh răng mình xúc miệng đó như thể là hương thơm trăm cái hương thơm của các loại hoa bá hoa hương bá hoa hương nó làm cái gì để tam nghiệp của mình thanh tịnh mình sạch cái miệng không không phải là chỉ làm cho cái miệng sạch mà sạch cả tam nghiệp luôn tam nghiệp là thân khẩu và và ý đó, tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng phật vãng tây phương lấy nước rửa tay, dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ mà thọ trì Phật pháp, lấy nước rửa tay cầu cho chúng sanh được cái tay thanh tịnh để làm gì? để mà giữ gìn Phật pháp, đụng cái gì cũng đọc chú hết trơn á, đụng cái gì cũng đọc kệ hết trơn, bước lên chén điện nhược đắc kiến phật cũng đương nguyện chúng sanh nói chung cho nên các vị thấy đó nó đi vào oai nghi nó đi vào tế hạnh từng cử chỉ một từng bước đi một để chúng ta thấy là nhiếp niệm tỉnh giác chánh niệm để mà mình giữ nó nhu nhiến đến mức độ như vậy bạch đức thế tôn các bậc chánh biến tri trong quá khứ, trong vị lai, trong hiện tại đã, sẽ và đang cứu giúp chúng sanh thoát khổ đều tôn kính giáo pháp cao thượng này. Đó là đặc tính chung của chư Phật. Chứ không riêng gì hết. Vậy, ai muốn được lợi ích tinh tấn dĩ nhiên cũng nên tôn kính giáo pháp vô thượng này và luôn luôn nhớ đến lời vàng của Đức Phật. Phạm Thiên Sa Hàm Ba ti bạch xong cung kính đảnh lễ Phật đi nhiễu một vòng quanh Ngài rồi biến mất. Chư tăng vì chư tăng cũng có những đặc tính và chí hướng cao thượng nên cũng được Đức Phật tôn kính. Vào cuối tuần thứ năm khi Ngài xuất định có một vị bà la môn của dòng Hu hun ca đến gần chào hỏi thân thiện. Thưa tôn giả Gotama đứng trên phương diện nào ta trở thành thánh nhân và những điều kiện nào làm cho ta trở thành thánh nhân? Trên phương diện nào để trở thành một vị thánh nhân và cái điều kiện nào để ta trở thành thánh nhân? Mình muốn mình trở thành thánh nhân không phải là cầu lại người khác để giúp cho mình trở thành thánh nhân. Ngài đáp rằng, thánh nhân đó là tật xấu chẳng còn, chẳng còn ngã mạng, chẳng còn nhiễm dơ, sáu căn thanh tịnh như tờ sở học rốt ráo sống đời thanh cao dù đi bất cứ nơi nào an nhiên tự tại chẳng lo sợ gì thì đó là thánh nhân bậc thánh nhân không phải là cầu khẩn ai mà ban cho mà đạt được mà thánh nhân đó hay không phải thánh nhân là do tự nơi thân ta làm cho mình thanh tịnh hay không thanh tịnh tuần lễ thứ sáu sau khi thành đạo đức Phật đi đến cây bồ đề à, ngồi thiền định tại đây một tuần lễ nữa để chứng nghiệm hạnh phúc giải thoát thì lúc bấy giờ có một trận mưa đổ xuống mây đang kéo đến đang nghịch gió thổi mạnh suốt nhiều ngày lúc bấy giờ con rắn thần đó là à, Mukalinda từ trong hang chuông ra à, lấy mình quấn bảy vòng xung quanh Đức Phật và phùng mang lớn à, che trên đầu của ngài đây là cái mà chúng ta hay thấy đó con rắn nó che trên trên đầu Đức Phật á nhờ vậy mà mưa gió lớn không động tới thân ngài đến cuối ngày thứ bảy trời quang mây tạnh à, thì con rắn này nó tháo mình trở ra và biến thành một thanh niên đứng chắp tay trước mặt của Phật đọc bài kệ khen ngợi lúc đó Đức Phật mới đọc bài kệ khen ngợi hạnh phúc thay sống đời ẩn dật có bao nhiêu cũng đủ ấm no hạnh phúc thay sống trong thiền định được thấy nghe chân lý nhiệm màu hạnh phúc thay kẻ có tâm lành sống đơn sơ lợi ích chúng sanh hạnh phúc thay sống không ràng buộc vượt lên trên dục vọng sáu căn hạnh phúc thay cả... nhưng hạnh phúc cao hơn tất cả là xa lìa chấp ngã chấp ta À, hạnh phúc say thay là mình sống cái đời không có sự ràng buộc các vị nè hạnh phúc thay nó là vượt lên trên cái cái dục vọng của xấu căn để rồi chúng ta xa lìa sự chấp ngã và chấp ta trong đời tuần lễ thứ bảy à, sau khi thành đạo đức phật đã à, từ cái cội cây ở trong thiền định thì ngài tư duy này nó phát sinh Giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng cao siêu, không nằm trong phạm vi lý luận rất tế nhị, chỉ có bậc thánh hiền mới thấu hiểu, chúng sanh còn trong vòng tham ái dục lạc vật chất khó mà hiểu nổi cái 12 nhân duyên này, tức là cái lý duyên khởi đó. À cho nên khi mà chúng ta còn nằm ở trong cái phạm vi của lý luận, lý luận suông đó có nghĩa là chấp nơi con chữ. Được chưa? Lý luận mà chấp nơi con chữ, chấp nơi chữ nghĩa, chấp nơi những điều mình học mà không có ứng dụng thực tập. Ý là như vậy đó. Thì mình sẽ khó mà hiểu được lắm. Cho nên xin thưa đại chúng là ngày xưa Đức Thế Tôn dạy những người đệ tử của mình á, Ngài chỉ nói bằng miệng vậy thôi Ngài chỉ dạy cho người đệ tử Người đệ tử nghe đó rồi ứng dụng mà tu Cho nên chứng đạo Vậy thôi Còn mình bây giờ mình nghe là sao Mình không có tu Mình nghe mà mình không ứng dụng để thực tập Hai yếu tố này khác nhau Một là nghe để hiểu Hiểu xong thôi Còn một lát nữa về đụng chồng là Là sạc Nó làm sai là mình la Ai mà nói mình không thích thì mình lại phiền não khởi lên Chứ mình đâu có ứng dụng đâu Hồi nãy thầy nói là vô thường, gió thoảng, mây bay gì đó Đời sống là ảo mộng gì đó Mà bây giờ nó chửi một cái cái mình nắm luôn cái cục đó luôn Mình không còn nhớ tới cái ý tưởng ở trong giáo pháp nữa Thế thì cái sự ứng dụng để mà mình chứng đắc cái mà mình được học đó Thì cái này đây mới là cái yếu tố quan trọng À, tức là thể nghiệm trong cái đời sống của mình chứ không có phải là nằm trong phạm vi của lý luận cho nên rất là khó hiểu nổi và niết bàn là trạng thái chấm dứt các điều kiện sanh khởi đó bây giờ định nghĩa nè định nghĩa xem niết bàn là gì hả là trạng thái chấm dứt các điều kiện sanh khởi hết dục vọng không còn tha mái không còn ràng buộc không cũng không phải là một một đề tài dễ lãnh hội. Bây giờ mình có thể định nghĩa niết bàn đó là yếu tố của sự chấm dứt các điều kiện sanh khởi. Chúng ta học cái từ mà rất là quen đó là củi hết lửa tắt. Củi hết lửa tắt là sao? là cái điều kiện để cho nó bùng cháy ngọn lửa không? Không còn nữa. Củi mà đã hết thì lấy cái gì để phát sinh ra được ngọn lửa kia? Ngày xưa là họ nó chỉ có củi thôi chứ không có gas. Bây giờ thì chúng ta có thể nói là gas hay là xăng hay là dầu gì đó vân vân, whatever. Nhưng mà ý nói là cái điều kiện để cho ngọn lửa kia nó nó bốc cháy đó, cái đó nó không còn không còn cái đó thì cái ngọn lửa kia không có cơ hội để mà bùng phát nữa củi hết lửa chắc ý là cái củi kia đó là cái yếu tố của tham dục đó nó là nguyên liệu đó để sinh tử luân hồi nó bốc cháy đó thế thì bây giờ cái tham ái nó không còn thì cái cõi luân hồi sinh tử này chấm dứt Thế thì trạng thái Niết Bàn Không phải là đi đi về cõi cực lạc Gọi là Niết Bàn Niết Bàn không phải là một cái chỗ nào Mà phải tới hết mà Nó là Nó là cái gì Nó là trạng thái Chấm dứt các điều kiện sanh khởi Nếu mà trạng thái Chấm dứt các điều kiện sinh khởi Điều kiện sinh khởi không có thì làm gì có cái kết quả của cái sinh khởi kia Sở dĩ mà nó chấm dứt cái điều kiện sinh khởi Anh không sinh thì làm gì có cái thân này Cho nên nước bạn nó tịch tỉnh Là tại vì nó không còn có điều kiện để sinh khởi nào nữa Mà không có điều kiện sinh khởi Thì lấy cái gì để thụ Để để thụ hưởng cái kết quả của sự sinh khởi Sinh khởi cũng không có Mà lấy đâu là thụ hưởng Được chưa? Cho nên củi hết lửa tắt là một cái trạng thái mà tịch tỉnh, tỉnh, vắng lặng, rốt ráo. Tại vì cái điều kiện sinh khởi không có. Niết bàn là gì? Đơn giản thôi, hết dục vọng là niết bàn. Niết bàn là gì? Không còn tha mái là niết bàn. Thế anh tu để cho về Niết Bàn Niết Bàn ở đâu mà về Niết Bàn ở đâu để về Niết Bàn đây nè Đây nè Khi nào cõi lòng của anh hết tham dục Hết tham ái thì đó là Niết Bàn Niết Bàn tại đây không cần phải đi đâu hết Niết Bàn vẫn có tại đây Hữu dư y Niết Bàn Vô dư y Niết Bàn Vô trụ sứ Niết Bàn tánh tịnh niết bàn được chưa vô trụ xứ niết bàn niết bàn không có chỗ niết bàn không có chỗ thì chỗ nào cũng là niết bàn hết đúng không niết bàn nó không phải tới kia mới có niết bàn mà ở đây không có niết bàn vô trụ xứ niết bàn không ở chỗ nào cả tánh tịnh niết bàn có nghĩa là tánh thanh tịnh là niết bàn vắng lặng là niết bàn hữu dư y niết bàn trong, sống trong cái cõi vẫn còn hình hài năm uẩn này nhưng mà vẫn có yếu tố của chứng thực niết bàn vô dư y niết bàn là cõi rốt ráo không còn cái thân ngũ uẩn này gọi là vô dư y niết bàn tức là tịch diệt niết bàn đó các vị thấy nó 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 phích với nhau không chứ đâu có nó bậy đâu đâu có nó xạo đâu niết bàn nó không cần phải đi tìm tại đây anh phải thể ngộ niết bàn ngay tại đây mà với hình hài năm uẩn này nó có niết bàn mà tại sao mình đi tìm niết bàn sau khi chết tại sao mình đi tìm cái vô dư y niết bàn mà cái hữu dư y niết bàn này không hưởng thụ tìm gì ta có ngay đây cái niết bàn niết bàn trong hình hài năm uẩn à, sắc thọ tưởng hành thức này đây với cái sắc anh nhìn này đây Anh không khởi lên cái gì Tham ái tham dục đây nè Đó là Niết Bàn Thọ với những cái cảm thọ mà anh có trong này nè Anh phải biết chuyển tất cả những cái cảm thọ đau khổ kia Thành cái cảm thọ của sự Niết Bàn chứ Chứ nếu mà Anh lìa đi tất cả những cảm thọ Thì lấy cái gì để cảm thọ Niết Bàn Không còn ràng buộc là Niết Bàn Niết bàn là yếu tố như vậy đó à, Để có thể đi đến cái mà mà vô dư y Niết bàn Tức là cái tịch tỉnh Niết bàn Cái tự tánh thanh tịnh Niết bàn Thì phải ứng xử này đây nè Với mọi người đây nè Phải Niết bàn cái đã Thì lúc bấy giờ anh mới đi vô cái thể tánh chân thật thanh tịnh Niết bàn mới được còn bây giờ mà anh thấy nó đáng ghét, anh thấy nó đáng thương, anh thấy nó thế nọ, anh thấy nó thế kia, một trời khác biệt thì làm sao anh đi vô cái tánh thanh tịnh niết bàn? Sự biểu hiện của buồn giận này đây nó vẫn vắng lặng như không. Do tâm niệm mình khởi lên mà cho rằng nó có buồn, nó có giận, nó có vui, nó có không vui. Cho rằng người này đáng thương, người kia đáng ghét, nhưng mà tự tánh của nó là thanh tịnh. Khởi lên đó là do tâm nhận thức của mình đây mà sinh diệt mà thôi lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét, do vì nó nói khích mình cho nên mình ghét. Ít bữa nữa nó cho mình tiền, nó nói nó thương mình, nó chăm sóc cho mình thì mình lại là thương. Thì cái kia đó, cái điều mà thương và ghét kia đó nó có cái tự thể không? Không. Nó nhân duyên thôi. Lúc nó nó đối xử tốt thì mình thì nó trở thành niết bàn rồi giữa cái tốt và cái xấu kia nó không có tự thể gì của nó cả cho nên tự tánh nó là thanh tịnh mà nó do vọng động của ý thức tư duy này của chúng ta đây biến hiện ra chấp chặt mà sanh ra khổ đau và không chấp chặt cho nên sinh ra sung sướng khổ đau và sung sướng kia tự thể nó vắng lặng do mình khởi lên cái này mà nó biến thành khổ đau do mình khởi lên cái kia mà nó cảm giác là sung sướng nhưng mà nó chẳng có sung sướng hay là khổ đau gì cả Thì nó là tự tánh thanh tịnh Niết bàn Các vị bước vô Niết bàn này chưa Hay lắm các vị nè Nếu mà chúng ta đọc một câu á Mà mình đi lướt qua thôi á Mình không dừng lại á Mình không chia trẻ nó ra chút á Thì chúng ta đi vội vã quá Và không thấy được cái hay của nó nó tiềm ẩn ở trong đó trong những con chữ này nó có những cái thần của nó mà nó ứng dụng vào trong đời sống của mình mình dừng lại mình nhìn được cho ra nó là cái gì trong đời sống của chúng ta đó thì lúc bấy giờ ta thể ngộ nó mau hơn cho nên nội có một câu này thôi nó chưa chấm hết nữa đó niết bàn là trạng thái chấm dứt các điều kiện sinh khởi niết bàn đó là hết các dục vọng đó là không còn yếu tố của sự tham ái đó là không còn sự ràng buộc và cũng không có một cái đề tài nào để mà và cũng không phải là một đề tài để dễ lãnh hội trong cái đời sống hiện hữu của mình đâu nếu mà như lai truyền dạy giáo pháp ấy cho những kẻ cho những kẻ khác thì sẽ không có hiểu được thì uổng công vô ích như lai khó khăn lắm mới chứng ngộ được cái giáo pháp này không cần phải phổ biến ngay bây giờ người còn mang nặng cái tham ái sân hận không dễ gì mà thấu triệt được người tham ái thì chìm đắm trong đêm tối không thấy được giáo pháp vì bị tham ái bao phủ như đám mây đen kịch giáo pháp đi ngược dòng đời nó sâu kín nó thâm diệu nó khó nhận thức và rất là tế nhị à, nó tinh tế lắm nó đi ngược dòng đời con người ta chỉ có muốn tham thôi tham ái tham luyến cho mình chấp giặt con mình chồng mình vợ mình cái gì cũng lo cho mình vậy đó vậy rồi chết như vậy thôi trong cái sự bám víu đó co cụm đó không khởi lên một cái lòng móng khởi cao hơn không vượt thoát hơn chẳng lẽ đời mình chỉ có vậy thôi sao có bao giờ các vị tự hỏi vậy không chắc là không đâu hả có không chẳng lẽ đời mình chỉ có con chỉ có cháu chỉ có chồng Chỉ có nhà cửa Rồi chấm hết hả Vậy thôi hả Có khi nào các vị nghĩ Cái gì đó Ngoài cái, cái kia không Ngoài những cái hiện hữu mà mình đang Lao luôn cả một cuộc đời của mình Để tìm kiếm um, Khóc cười trong nhân gian này Chỉ có vậy thôi sao À, câu hỏi đó nếu khi nào mình giải quyết được á thì lúc bây giờ tự nhiên chúng ta sẽ còn một con đường khác nữa để đi còn nếu bây giờ mà các vị chỉ đi con đường đó thôi thì các vị chỉ biết con đường đó thôi các vị chỉ có một cái 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 chỗ để mà mình mình đi vào thôi mình đi đây đi kia đi chợ đi búa đi shopping à, đi làm đi ngủ đi khách sạn đi travel vân 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 chỉ lẩn quẩn trên cái quả địa cầu này thôi đúng không vậy thôi mà chưa nói quả địa cầu đi đâu có hết trong nước Mỹ à. Có những người từ khi qua Mỹ chưa có đi đâu hết, chưa ra khỏi nước Mỹ nữa. Mà chỉ có biết vậy thôi, đâu có biết cảnh ngoài nước Mỹ đâu. Có những người chỉ ở thành phố này mà chưa ra thành phố khác nữa kìa. Có những người chỉ biết cái gia đình mình không biết cái gia đình người khác. Nó nó tương tự như vậy đó. Tức là nó lẫn quẩn ở đâu thì mình chỉ biết có ở đó thôi. Và nếu bây giờ chúng ta ta set up cái tâm ý thức của mình nó chỉ có gón gọn bấy nhiêu đó thôi Thì chúng ta chỉ có nước sống chết trong gón gọn bấy nhiêu đó thôi Chỉ cần một tư tưởng vượt thoát Chí hướng bước ra ngoài để nhìn ngắm trở lại Lúc bây giờ chúng ta mới còn con đường thứ hai để mình lựa chọn để đi Còn nếu không thì chúng ta sẽ quanh quay mà đi thôi cứ đi những con đường mòn mà chúng ta đã đi từ trước tới giờ Cứ đi hoài, đi hoài như vậy Quanh đi quẩn lại thì nó chỉ nằm trong cái đường mòn mà chúng ta đã đi đó thôi không thể nào ra được nếu như mình không có một cái nhận thức khác đi nghĩ như vậy đức phật chưa quyết định truyền bá giáo pháp nhân dịp ấy thì ma vương hiện đến ma vương nó ghê như vậy đó ý niệm khởi lên nó đã biết rồi nó đi nhiễu quanh phật ba vòng ngon lành vậy đó rồi đến trước phật quỳ xuống mà đảnh lễ nói rằng bạch đức thế tôn Chúng sanh ở cõi thế gian này nó ngu muội nó ngang ngược lắm. Bao nhiêu vị Phật ra đời đến từ trước đến nay rồi mà không có độ được nó. Xin Đức Thế Tôn đừng có uổng phí cái công của mình vô ích. Xin Đức Thế Tôn hãy nhập vào Đại Bác Niết Bàn vô sanh bất diệt đi. Từ ngay bây giờ cho đến tận hưởng cái hạnh phúc giải thoát đi. Đừng có đi độ sanh gì chi cho mệt. Ở mà vườn nó chơi sỏ lá vậy đó. Này Ma Ba Tùng. Như Lai đã vì đại nguyện cứu khổ chúng sanh trên mới xuất hiện nơi thế gian này. Như Lai chỉ nhập vào đại bát niết bàn sau khi mà đã thành lập giáo đoàn khất sĩ với đầy đủ ba ngôi tam bảo, đã truyền đạt đầy đủ giáo pháp cao thượng cho các vị tỳ kheo để tiếp nối nhau chỉ dạy lại cho chúng sanh. Thôi, ngươi hãy đi đi, đừng có quấy rầy ta vô ích. Ngay cả bậc đấng giác ngộ khởi lên ý niệm ma vương biết rồi cho nên là đâu phải là nó nó dở đâu phải không Người ta nói chứ phật cao nhất trượng thì ma cao nhất xích cho nên cái tà thần á những cái quỷ thần á cái năng lực nó khủng khiếp lắm chứ không phải đơn giản đừng nghĩ là mình tu là mình ngon nó bóp đầu mình như dế đó thật sự mà nói đó cái thế lực của ngoại đạo kinh khủng lắm của ma vương thế lực của tôn giáo của chính trị đủ thứ đó, nhiều cái thế lực trong cuộc sống này lắm chứ mình đừng nghĩ là mình tu hành là là tuyệt vời rồi không có đâu nó chưa tới lúc á nó tới lúc rồi mình cũng chết không kịp ngáp á cho nên ma vương buồn giận rút lui cầm gậy vạch một đường dài trên mặt đất làm cái đường ranh giới tượng trưng giữa mình và đức phật. vị phạm thiên sahambati vội đến trước đức phật đi nhiễu quanh ba vòng xung quanh rồi quỳ bạch đức phật như sau bạch đức thế tôn xin ngài hãy truyền dạy giáo pháp của phật à, có những chúng sanh bị ít nhiều cát bụi vướng ở trong mắt nếu không được nghe giáo pháp của phật thì sẽ bị trầm luân xa đoạn nhưng họ cũng có thể ngộ được cái chân lý Thở xưa, xứ Ma Kiệt Đà à, có phát sanh Một giáo pháp không có hoàn hảo Do người còn trần tục nghĩ ra Nay xin Đức Thế Tôn hoan hỷ mở rộng cửa vô sinh bất tử à, Mở rộng cửa vô sanh bất tử tức là cửa của Điết Bàn ấy. Cho chúng sanh nghe được giáo pháp giải thoát của đấng trọn lành tức là đức phật đó bậc toàn giác toàn trí đứng trên đỉnh tối cao của lâu đài pháp bảo cũng như người đứng trên ngọn núi đá cao nhìn xuống thấy rõ ràng từng người ở vòng quanh phía dưới xin đấng hoàn toàn hạnh phúc hãy nhìn xuống chúng sanh đang chìm đắm trong bể khổ sinh tử xin ngài hãy cương quyết lên vị anh hùng vị chiến thắng vị lãnh đạo vị cứu thế xin ngài hãy truyền bá giáo pháp khắp thế gian chắc chắn sẽ có nhiều người lãnh hội được ở đây có nêu cái 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 từ gọi là vị cứu thế cứu thế không có nghĩa là à, gì đó cứu một cách không có điều kiện tức là giống như dắt tay nhau mà đi là, là à, bồng bế nhau mà đi không có yếu tố cứu thế kiểu đó mà giúp cho chúng sanh thấy được con đường để tự đi lấy này Sahampati như lai nghĩ rằng Người còn tham ái, còn sân hận Không dễ gì hiểu nổi giáo pháp của Đức Như Lai Người tham ái bị chìm đắm trong đêm tối Không thể thấy được chân lý Vì chân lý nó ngược với tham ái Cho nên nó thành ra sâu kín thâm diệu Khó nhận thức và rất thế nhị Sở dĩ mà giáo pháp khó có thể tiếp cận Là bởi vì yếu tố tham ái của con người ta nó còn cho nên cái việc đầu tiên của xuất gia đó là ra khỏi cái căn nhà của thế tục. Căn nhà mà vợ, chồng, con, cái, anh, em, ruột, rà đó đó. Bước ra khỏi cái đó đi, đã tính sau. Còn bây giờ cái gì chúng ta cũng bám vào nhà cửa hết phải không? Cái gì cũng con cái, cái gì cũng vợ chồng hết phải không? Từ lúc sống cho đến lúc chết toàn là bạn, bè, con cái, nhà, cửa, vợ, chồng, anh, em, chị, em, bà nội, bà ngoại, ông nội, ông ngoại, cháu, chắc, cô, gì, gì đó phải không? Cả cuộc đời các vị gắn với cái đó đó Bấy nhiêu đó thôi đó Còn bây giờ hỏi tôi làm sao Anh em làm sao Cháu chắc làm sao Có những đứa không biết tên luôn Cô mợ thím gì gì đó Khi cũng không biết người đó về Không biết co kêu bằng gì nữa Thấy người nào già hơn kêu bằng anh Thấy người nào mà già hơn nữa kêu bằng chú Thấy người nào già hơn nữa kêu bằng bác cũng biết là người đó là gì nữa nó, nó vậy đó Thế thì ngược lại Mình giờ dành cả một cái thời gian Của đời sống của mình Chỉ có focus trong chuyện mà mình cần focus thôi Còn cái chuyện kia dường như là nó đã Nó tan ở đâu mất tiêu rồi Cái chuyện mà các vị bây giờ Còn nhiều cái sự Ràng buộc rối rắm Đó đó Đối với bản thân mình đó, nó tan hồi nào không hay rồi Nó vắng lặng lẽ luôn á các vị nè nó không còn gì tiêu hao trong cái cái đời sống của thế tục của gia đình ràng buộc kiểu đó nữa nó không còn tương tự như vậy á giống như thể là nếu mà các vị không có con á thì đâu có bị ràng buộc bởi con nó có phải để gia tài cho con đâu có phải là suy nghĩ gì cho con phải không còn nếu mà ai có con rồi thì mới dính cái sợi dây đó vô rồi phải nghĩ tới chuyện nọ rồi phải nghĩ tới chuyện kia vân vân đủ thứ trò nó kéo theo cái dây đó tương tự như vậy đó nên tham ái. Thật ra thì cái giáo pháp của Đức Như Lai thể ngộ cái chân lý á, nó không phải là khó. Nhưng mà tại vì bị tham ái trói buộc, chấp chặt trói buộc, cho nên con người ta khó lãnh hội được. Nó chỉ có hai cái yếu tố này thôi. Yếu tố tham ái làm cho mình mê mờ, gột bỏ nó qua một bên thì tự nhiên nó sáng rỡ. Vì thế Như Lai chưa quyết định truyền bá giáo pháp. Tiếp tục như thế vị Phạm Thiên Sahabati Thỉnh lần thứ hai Đức Phật cũng trả lời như thứ như trước Vị này tiếp tục thỉnh lần thứ ba Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn để quan sát Ngài nhận thấy rằng Có kẻ à, Có kẻ ít người nhiều Tức là xét trong thế gian á Có những kẻ Thì có ít nhiều các bụi trong mắt có người thông minh sáng suốt có kẻ mù mịt tối tâm bẩm tánh của người này tốt người kia xấu có những chúng sanh khó dạy cũng có những chúng sanh dễ dạy có một số ít khác nhận thức được sự hiểm họa của tội lỗi đời sống cũng như trong một hồ sen có sen xanh đỏ trắng vàng lẫn lộn có cây xanh ra ở dưới nước lớn lên dưới nước sống suốt đời ở dưới nước có những cây nó xanh ở dưới nước, nó lớn lên ở trong nước, nó sống trưởng thành ở trên mặt nước. Có những cây xanh ở dưới nước, lớn lên ở trong nước, sống trưởng thành nhô lên khỏi mặt nước. Không có vướng bất cứ một chút bùn nhơ nào. Sau khi quan sát xong, ba hạng chúng sanh, Hạ, Trung và Thượng, Đức Phật tuyên bố với Phạm Thiên rằng Này Sahampati, cửa vô sanh đã rộng mở để cho ai có tai muốn nghe đặt toàn niềm tin này Sahampati vì nhận thấy chúng sanh còn quá thấp kém nên trước đây như lai chưa quyết định truyền dạy cái giáo pháp vô thượng như thế thế rồi vị phạm thiên sahambati vô cùng mừng rỡ thỉnh cầu đức phật hoàng dương chánh pháp liền đảnh lễ ngài đi nhiễu quanh ngài rồi lúc lui thế thì chúng ta phải cảm ơn vị chư thiên này nhờ vị chư Tiên này làm cái nhân để thỉnh đức thế tôn trụ thế để mà truyền dạy giáo pháp cho mình cho chư thiên và loài người sau này thế thì chúng ta dừng lại ở đây à, trong thời gian mà chúng ta đi thì quý vị ở nhà có thể đọc tài liệu ha à, để chúng ta biết thêm nhiều cái chi tiết rất là thú vị à, ở trong cái cuốn tài liệu này nếu mà rảnh thì các vị có thể đọc những cái, cái tài liệu khác nữa để nói về lịch sử của Đức Thế Tôn có thể là tóm tắt hay gì đó. Dạ. Yeah. Rồi qua cái bài này các vị có câu hỏi gì không? 7 tuần. À, tức là 49 ngày à, sau khi mà Đức Thế Tôn à, thành đạo dưới cội cây Bồ đề. Mục đích của ngài đó, chiêm nghiệm lại cái quá trình Gây go mà mình đã thành đạo. Chiêm nghiệm cái con đường mà và tri ân tất cả à, cái quá trình chiến thắng cũng như là những cái à, chủng loại thể tánh của chúng sanh đã có duyên để giúp cho cho ngài thể ngộ được chân lý và chiêm nghiệm cái giá trị hạnh phúc mà mình đạt được. Thế thì ở trong đời chúng ta cũng cần phải có những cái giây phút ngồi lại để để nhìn lại chính mình coi cái gì cần để chúng ta gột rửa và cái gì là an hưởng Cái thực tại hạnh phúc chân thật Trong cuộc đời của mình cái việc có câu hỏi gì không Dạ không có ha Nên thì thôi chúng ta dừng lại ở đây dạ, Mời tất cả quý vị chúng ta chấp tay để hồi hướng Nguyện đêm Công đức Này Hướng Về Tất cả Để và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo